Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi trở lại trình bày cho quý vị và các bạn cái cách làm bóng ở trong Photoshop khi mình ghép người vào một tấm ảnh. Thì đầu tiên tôi mở Photoshop lên. Tôi mở một cái ảnh. Tôi muốn ghép một người vào cái ảnh này. Nhưng mà đầu tiên lúc mở ảnh ra thì tôi thấy là cái đường này nó bị hơi méo. Thì giống như bài học ngày hôm trước tôi trình bày đó, quý vị kéo tôi cây thước xuống đây. Mình chỉnh nó là nhanh nhất. Rồi quý vị vào Select All, có chữ All nằm trên cùng. Quý vị vào công cụ Move Tool, đưa chuột vào một cái góc của cái tấm ảnh. Sau đó mình nhích từ từ cái tấm ảnh cho cái đường đó nó song song với cái cây thước của mình. Rồi quý vị thấy nó song song được rồi đó, thì quý vị thả chuột ra. Rồi lúc mà mình nhích như vậy á, thì các cái góc này nè quý vị, nó bị chỗ thiếu chỗ dư, mình nắm mấy cái đầu này mình kéo ra ngoài, hoặc quý vị có thể drop lại. Tôi kéo ra đó. Sau khi vậy rồi mình kích vào nút Apply với Select, deselect bỏ chọn, vào View, vào Adjust để bỏ chọn cái cây thước này. Tôi nhìn thấy cái ảnh này nó chưa được đẹp và tôi cần chôn di lên một lớp. Sau đó để chỉnh cái ảnh này á, thì bầu trời thì đẹp rồi nhưng mà những cái đám cỏ này á, thì nó không được lung linh lắm. Thì tôi vào công cụ Lasso Tool. Cái bài này tôi có trình bày ở cái video trước để mình chỉnh từng vùng ở trên cái ảnh. Quý vị khoanh cho tôi một cái vòng tròn, một cái vùng nhỏ trên cái ảnh này, vào Select, vào Smiler. Thì Smiler nó sẽ chọn cho mình một cái vùng vậy. Quý vị vào cho tôi lại Select, chọn Modify Feature là một. Sau đó quý vị OK. Tương tự là ở bên góc bên phải phía dưới của cái giao diện Photoshop, có bên cạnh cái chữ FX đó, quý vị kích cho tôi vào cái Add Mask. Mình add cho nó một cái lớp mask thì mình được một cái vùng cỏ như vậy này quý vị này. Thì bây giờ mình lại vào ở bên cạnh cái công cụ nó nằm ở bên cạnh cái mắt đó, nó hình tròn đó, quý vị kích chuột vào đó, chọn cho tôi Color Blank. Hình này tôi muốn cho cái đám cỏ này nó vàng lên một chút và nó có màu green, màu ve đó, màu xanh lá. Tôi kéo vàng lên một chút xíu. Tôi kéo màu xanh lá lên một chút xíu. Sau khi mà tôi nhìn thấy cái đám cỏ này nó được như ý rồi, thì kích chuột vào cái lớp color blank mà nó vừa sinh ra, color blank một ở bên chỗ tôi để con chuột bên này. Quý vị chọn cho tôi create clipping mask. Là bây giờ mình có được một cái tấm ảnh mà nó đã thẳng lại cái đường này và cái đám cỏ nó đẹp lung linh lên rồi. Mình có thể mẹt ba lớp này lại. Tôi vào file mở một cái ảnh mà tôi đã tách sẵn rồi, tại vì các cái video làm đăng lên YouTube đó, mình không có được làm dài. Lúc nào bữa trước tôi cũng có trình bày cái phương pháp tách nền rồi, nhưng mà bây giờ thì khi nào đó tôi có dịp tôi sẽ trình bày lại cho quý vị tách cái người ra khỏi một cái ảnh. Tôi kéo cái người vào trong cái ảnh này. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm bóng cho người này. Tôi vào Edit, Transform, Distort. Tôi kéo cho nhân vật này thấp xuống một chút.
Có thể vào công cụ Move Tool mình làm nghe quý vị. Nhưng mà thôi sẵn mình ở đây mình làm cái này luôn. Đó, người này như vậy là đứng ở trên cái này cũng gọi là hơi lớn rồi đó quý vị. Cũng gọi là hơi lớn rồi đó. Nhưng mà thôi mình làm bóng thì mình chấp nhận như vậy nha quý vị. Đó, tôi kéo vào giữa cái đám cỏ này. Đúng ra là hơi lớn một chút nhưng mà thôi vậy, làm cho nó nhìn cho nó rõ. Tôi phóng lớn lên để làm cho quý vị xem. Quý vị giữ cho tôi nút Ctrl kích chuột vào cái lớp layer 1 đó. Đó, mình làm động tác đó xong á thì mình select được cái người này. Bây giờ quý vị chọn cho tôi lớp background ở cũng góc dưới ở bên phải cái giao diện Photoshop đó, quý vị mở cho tôi một cái layer mới nằm bên cạnh cái thùng rác đó. Rồi trên bàn phím quý vị đánh cho tôi chữ D để mình chuyển cái giá trị này về màu đen này quý vị. Xong rồi quý vị bấm đánh cho tôi cái lệnh Add Delete Alt Delete cộng với Delete nghe quý vị. Đó, mình bấm Alt Delete, giữ Alt Delete xong mình đánh vào nút Delete để mình tạo ra cái bóng màu đen này này quý vị. Rồi mình vào Select, Deselect, bỏ chọn đi. Bây giờ tôi đã có một cái bóng màu đen đứng ở sau lưng của nhân vật rồi. Bây giờ quý vị vào Edit, Transform, Distort thì xuất hiện mấy cái tích này quý vị kéo xuống. Đó, quý vị thích để đâu cũng được. Thôi tôi để đây đi để trình bày cho quý vị cho rõ ràng. Đó, mình kéo làm sao cho cái gót chân á, nó vào gần gần nhất với cái người đó, với lại cái bóng mình cho dài ra một chút nha quý vị. Đó, xong mình thấy ok rồi á thì mình apply. Để tôi đưa tiếp cái bóng cái gót chân này cho nó vào sát thêm tí nữa đó, sát cỡ đó đi. Rồi apply. Tiếp theo đây á, thì quý vị chú ý cái lệnh này ở trong Photoshop cũng ít người dùng nhưng mà tôi hay sử dụng để tôi làm bóng, đó là quý vị vào Edit Buffer Warp thì quý vị kích vào đây cho tôi một cái. Cái lệnh này nó tác dụng lên trên cái ảnh rất là mạnh cho nên quý vị phải khống chế các cái điểm. Quý vị nhớ khống chế các cái điểm mà giống như tôi đang khống chế đây này. Không có tí nữa mình di chuyển cái bàn chân đó quý vị, là ở trên này là nó bị di chuyển theo, mà nó di chuyển xong là mình mất công mình sửa lại. Đó thì mình khống chế cả cái người này lại. Khống chế các cái điểm này nè. Nếu kích vào show mesh quý vị sẽ thấy được các cái điểm mình kích này quý vị. Đó, cái lưới nó nằm như vậy đó, mà các cái điểm này mình đều có thể di chuyển được nó. Thì tôi thường thường tôi bỏ cái dấu tích ở show mesh này đi. Rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi kích kích thêm hai cái nữa ở đây cho chắc ăn này, đó. Rồi bây giờ tôi kích vào giữa cái lòng bàn chân này. Quý vị bấm cho tôi Alt Delete để sinh ra cái vòng tròn này nè quý vị. Xong mình bắt đầu mình tiến hành mình xoay cái bàn chân. Đó, quý vị thấy cái bàn chân nó bị xoay không? Mà nếu mà mình không có khống chế mấy cái này á là lúc nãy là nó xoay luôn cả cái cổ chân này á. Bây giờ mình nắm cái mình kích ở đây một cái, mình nắm cái gót này mình thả vào cái gót chân này. Ở đây cũng tương tự, mình cho nó lấp vào trong đôi giày. Thế bóng mà nằm ở cái tư thế này là nó không có bên không có ở ở ngoài đôi giày này đâu quý vị. Nó gọi là tương đối rồi thì mình có thể chỉnh lại cho nó thẳng mấy cái đường này vậy ha. Ở cái lệnh này nó mạnh lắm, cái lệnh này nó mạnh lắm. Bây giờ tôi được cái chân ở bên này rồi.
cái cổ chân của mình nó đi thẳng xuống đây là nó không có lòi cái đó ra đâu. Lệnh này nó rất là mạnh. Bây giờ tiếp tục đến cái chân bên này, tôi cũng khống chế hai cái điểm ở đây lại, khống chế thêm một chút ở đây đi, tôi kích vào giữa cái gót chân này này, tôi lại bấm giữ nút Alt+Left, tôi lại xoay. Mình kéo đi đâu là cái lệnh này nó khủng khiếp vậy. Nếu không có cái lệnh này mình làm cái bóng này khó lắm quý vị. Rồi bây giờ mình zoom nhỏ lại mình coi thử coi xem mình làm nó đã thẳng chưa, mình chưa thẳng là mình phải chỉnh lại. Đó, sau khi tôi thấy như vậy là cũng ok rồi. Đó là mình đã làm được cái bóng nó rất là thật, từ cái chân này đi xuống đây ra vậy là nó cũng thật rồi. Apply. Bây giờ quý vị sau khi đã làm bóng được về rồi, mình vào filter blue, Gaussian blue, thì mình chọn một cái thông số để cho nó mờ ra vậy này quý vị. Cái bóng này nó đi theo chiều vậy là đúng nha quý vị, tại cái chân nó ốm á, thì nó sẽ mờ, cái người mình á, nó lớn á, thì nó sẽ đậm lên. Bởi vậy được rồi quý vị, ok. Rồi sau đó mình vào opacity á, mình giảm xuống một chút xíu đó, mình giảm một chút để cho cái bóng nó như vậy là nó rất là thật. Cái chân hiện giờ của nhân vật nó chưa có bám xuống dưới cỏ đâu quý vị. Tự vẫn ở cái layer 2 này quý vị, vào cho tôi cái cỏ Brush Tool, vẫn để màu đen quý vị, tô cho tôi một cái viền. Đó. Quý vị thấy chân này hỏng mà chân này nó đã bám xuống cỏ rồi đó quý vị. Bây giờ tôi tô tiếp bên này. Khi mình tô xong rồi quý vị thấy là nó đã bám xuống cỏ rồi đó quý vị. Rồi. Thì đó, chỉ một vài động tác đơn giản thôi. Thì mình đã tạo được cái bóng của nhân vật bây giờ đứng rất là sát ở dưới đám cỏ đó quý vị, chú ý phóng lớn để nhìn chân này. Đó. Nó mình đã làm cái bóng rất là chuẩn và đã đứng ở dưới đám cỏ rồi. Thì ví dụ như cái ảnh này là tôi chụp vào lúc giữa trưa thì đúng ra bóng nó phải đứng, thì nhìn thấy có một cục nhỏ ở đây thôi, nhưng mà tôi muốn trình diễn cho quý vị xem là ví dụ như mặt trời ở phía sau lưng thì cái bóng của mình nó ra phía trước nó phải là như vậy. Thì vừa rồi tôi đã trình bày cái cách để mình chỉnh một tấm ảnh cho nó lung linh, nó đẹp, và mình ghép được người vào và mình cũng làm bóng được người thật vào một tấm ảnh. Thì video của tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu quý vị nào mà thấy video của tôi hữu ích thì quý vị bấm vào nút đăng ký để tăng cái động lực cho tôi làm video. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.